Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 16 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ. Thưa quý vị, bộ truyện này đang rất là hấp dẫn và đang được quý khán thính giả bốn phương rất là yêu mến. Và cũng rất nhiều quý khán thính giả cũng đã liên hệ Facebook cá nhân của tôi để hỏi về những cái kế hoạch phát hành những cái bộ truyện, tập truyện tiếp theo của bộ truyện này. Thì tôi cũng xin nhân đây thì xin thưa quý vị như thế này. Cá nhân tôi thì luôn cố gắng mong muốn để mang đến cho quý vị những cái tập truyện mới nhất một cách nhanh nhất. Nên hiện tại thì chúng tôi cũng đang tôi đang hợp tác với bên Hẻm Chuyện Ma cũng như là bên tác giả Ngọc Lâm, MC Ngọc Lâm để có thể triển khai thêm một vài cái dự án mới để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Thì do đó thì cái quỹ thời gian hiện tại của tôi cũng đang rất là full. Do đó thì cung kính mong quý vị hết sức là thông cảm và tạo điều kiện cho cá nhân tôi. Và tôi thì luôn cố gắng để ra những cái tập tiếp theo một cách nhanh nhất phục vụ quý vị. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến của tất cả quý vị khi khán thính giả bốn phương đã yêu mến và dành ủng hộ cho tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 16 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhưng vách đá rung chuyển vẫn không để lộ ra bất cứ một khe hở nào. Tô Mộc lập tức nóng nảy hỏi tôi bên này thế nào, tại sao đột nhiên lại biết khống chế ẩm khí, có phải bên này có người khác nữa không? Tôi cảm giác Tô Mộc gần như là phát điên, sự hào hứng nhanh chóng biến mất, đành nói cho anh biết bên này không có ai khác, chỉ có Trịnh Lâm. Hơn nữa tôi rất an toàn, sở dĩ có thể học được khống chế âm khí nhanh như vậy là vì nơi này có một con dao găm, phía trên vẽ hai con cá. Hai con cá, hình dạng thế nào? Tô Mộc nghe thấy dao găm khắc hai con cá, hơi thở căng thẳng vội hỏi tôi. Tôi bèn miêu tả dáng vẻ con dao găm trong tay cho Tô Mộc nghe. Theo sự miêu tả của tôi, tiếng hít thở của Tô Mộc ngày càng gấp rút. Đợi tôi nói hết, Tô Mộc thốt lên: Thiên địa kích! Em đã lấy được thiên địa kích của nhà họ Tô. Em đã lĩnh ngộ được cực âm của nó. Còn lực cực dương thì sao? Có cảm ngộ được gì không? Chỉ cần em có thể phóng xuất được lực cực dương trên thiên địa kích, trận trùng âm sẽ tự nhiên được phá. Tôi nghe Tô Mộc nói đến mơ hồ. Mới vừa luyện ra cá âm nhỏ, anh ta lại nói với tôi cực âm cực dương gì đó. Còn thiên địa kích này là cái quái quỷ gì? Đây vốn là đồ của nhà họ Tô, xuất hiện ở nơi này. Có lẽ người nào bày trận trùng âm là người của nhà họ Tô. Đầu óc của tôi hoàn toàn không đủ dùng nữa. Ở bên kia Tô Mộc còn gấp gáp nói gì đó với tôi, nhưng tôi căn bản không nghe rõ. Chỉ nhớ sau khi cùng anh ta thở dài, nói với tôi đợi anh sẽ nghĩ cách để cứu tôi. Tôi lập tức thở vào nhẹ nhõm. Nếu anh có thể nghĩ cách qua đây, tôi không cần phí tâm tốn sức tìm cách ra ngoài. Lúc đợi Tô Mộc tới, tôi kể lại cho Trịnh Lâm những lời mà Tô Mộc nói với tôi, hỏi cậu ta có biết thiên địa kích, lực âm lực dương là gì đó không. Tôi vừa hỏi, vẻ mặt của Trịnh Lâm cũng mơ hồ, hiển nhiên chưa từng nghe đến những thứ này. Có điều cậu ta hiểu lực cực âm. Cậu ta nói lực cực âm chắc là tên của một con cá âm nhỏ này. Còn về lực cực dương, cậu ta mơ hồ hỏi tôi: Chủ nhân, có phải trên vật báo này có một con cá nhỏ khác không? Cậu ta vừa nói thì tôi cũng cảm thấy lạ, bèn đưa dao găm cho cậu ta rồi hỏi: Cậu có nhìn thấy con cá trắng nhỏ trên này không? Trịnh Lâm lắc đầu. Có điều cậu ta lại nhanh chóng cười ngây ngô, nói mình là quỷ, không thấy cái trắng nhỏ đại diện cho dương khí là việc rất bình thường. Hơn nữa bản thân ở trong trận trùng âm, cái trắng nhỏ nhất định đã bị thứ gì đó áp chế, cho nên chỉ có thể cảm nhận được âm khí ở phía trên. Nói xong, khuôn mặt của Trịnh Lâm còn xẹt qua một chút sợ hãi rồi lẩm bẩm nói: May mà bị phong ấn. Nếu trên vật báu này có dương khí ngang hàng với cá âm nhỏ, em sợ vào vật nhất định sẽ hồn bay phát tán. Nghiêm trọng vậy sao? Tôi kinh ngạc ở trong lòng. Tuy cá âm nhỏ có vẻ rất lợi hại, nhưng cá trắng nhỏ chỉ là một con cá nhỏ mà thôi, không hề có chút dương khí lộ ra, hẳn là bị cá âm nhỏ áp chế. Tôi nghĩ vậy, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cá trắng nhỏ, nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở của nó truyền ra. Mặc kệ tôi chăm chú thế nào, cá trắng nhỏ vẫn không có bất kỳ thay đổi gì, vẫn lạnh buốt, cuộn tròn dưới cá âm nhỏ, hoàn toàn là vật chết. Trong lòng tôi có chút mất mát. Tô Mộc nói rằng nếu có thể phóng ra dương khí trên người cá trắng nhỏ thì sẽ triệt tiêu được trận trùng âm. Nhưng trên người cá trắng nhỏ không có bất kỳ hơi thở nào, có phải chúng ta vẫn bị vây trong trận trùng âm?
Nghĩ vậy, trong lòng tôi sốt ruột, càng nghiêm túc cảm nhận sự thay đổi của cái trắng nhỏ. Nhưng lúc nãy cảm nhận cái âm nhỏ là có Trịnh Lâm hỗ trợ, tôi mới cảm ngộ được âm khí. Bây giờ không có người hỗ trợ cảm ngộ dương khí, hơn nữa bản thân lại ở nơi âm khí dày đặc, muốn cảm ngộ dương khí vô cùng gian nan. Lúc tôi đang thầm lo lắng, mắng mình nghịch ngốc, vách đá phía sau lưng của tôi đột nhiên chấn động ùng ùng. Sắc mặt của Trịnh Lâm vui vẻ, túm lấy tay của tôi chạy về phía sau. Sau khi vách đá ầm ầm vang lên vài tiếng rồi đổ sụp, vài tảng đá lớn bên ngoài bên cạnh tôi nhanh chóng nện xuống. Khi tôi đang điên cuồng chạy về phía trước, đỉnh đầu của tôi tối sầm lại. Một tảng đá lớn đã ở trên đỉnh đầu của tôi hùng hãn và rơi xuống. Trịnh Lâm, cậu chạy trước đi. Tôi thấy không thể chạy được nữa, vội vàng đẩy Trịnh Lâm ra. Có điều tôi còn chưa nói hết, một cánh tay có lực ôm lấy tôi. Bóng người lóe lên, tôi đã được chuyển đến khu vực an toàn. Lộc Dương, thực sự là anh chưa từng thấy cô gái nào ngốc như em. Trịnh Lâm là quỷ, tảng đá căn bản không tiếp xúc được cơ thể của cậu ta. Em không thể chạy trước mà đẩy cậu ta làm gì. Tôi mộc mặt sầm lại, âm khí trên khuôn mặt gần như có thể nhỏ ra nước. Tôi lập tức rời sự chú ý, ổ lên một tiếng, sau đó chạm vào cằm của Tô Mộc. Đợi âm khí ngưng tụ thành nước nhỏ xuống, tôi còn nói: Tô Mộc, trong cơ thể của anh có cá âm nhỏ hay sao? Âm khí nồng nặc quá. Tôi chưa nói hết câu đã bị đánh vào mông đầu điếng. Lộc Dương, em đừng đánh trống lảng với anh. Anh đã nói với em bao nhiêu lần, gặp nguy hiểm thì phải bảo vệ mình trước, sao em không có nghe? Tô Mộc nghiêm khắc trừng mắt nhìn tôi. Tôi sửng sốt, sau đó nước mắt của tôi liền rơi xuống. Anh lại đánh em? Quả thực tôi không thể tin được. Nhìn cái mông của mình sưng lên, lại nhìn cái tay đáng ghét đang đặt trên mông của tôi, cảm thấy ấm ức không thôi. Sau khi Tô Mộc đánh tôi, sự tức giận nhanh chóng tiêu tan, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Dường như anh không biết nên làm gì để đối mặt với tôi. Cổ nhóc nhà em, cái em thực sự khiến cho anh lo lắng. Anh ngại ngùng thở dài nói. Vách đá đổ nát, hai hang động đã nối liền với nhau. Vừa ra ngoài, Diệu Diệu đã nhào tới ôm lấy đùi của tôi, nói cảm ơn trời đất. Cuối cùng thì cũng đã ra ngoài. Không ngờ trận pháp của tên nhóc Tô Đoàn kia khá tốt, làm sập cả vách đá. Mà tình hình của Đường Dũng khá lúng túng. Lúc đầu anh ta và Tô Mộc mỗi người khống chế một cương thi. Bây giờ Tô Mộc đi cứu tôi, chỉ còn lại Đường Dũng một mình túm lấy hai cương thi. Cả người đều nằm trên đất rồi. Trong lòng ôm vi vi, chân kẹp ông giám đốc. Đã đến nước này, tôi thấy tay của Đường Dũng đặt lên ngực của vi vi, siết chặt người ta. Dường dường, sao em lại khóc? Bên kia đáng sợ lắm hả? Đường Dũng nằm trên mặt đất nghiêng đầu nhìn tôi. Nói rồi chân mày của anh ta đột nhiên nhíu lại, như phát hiện ra một gì đó long trời lở đất vậy. Lập tức xù lông rồi tức giận nói. Lão quỷ, buông móng vuốt của anh ra, sao lại sờ mông của Dương Dương? Đã đến lúc này rồi mà anh còn có ý xấu với Dương Dương của tôi. Mông sắp bị anh bóp sưng rồi kìa. Giọng nói của anh ta rất lớn. Đây lại là hang động, bốn phía đều có tiếng vọng. Cả hang động đều văng vẳng câu nói bóp sưng lên sưng lên. Mặt của tôi thoát cái đã đỏ bừng. Vừa nãy còn ở mức muốn khóc, bây giờ hận đến mức muốn giết người. Kêu cái gì mà kêu, nhiều người vậy mà. Tôi đẩy Tô Mộc ra, lại hung dữ trợn mắt nhìn Đường Dũng. Người và quỷ đều nghe thấy. Không riêng gì Diệu Diệu, ngay cả Trịnh Lâm và Tô Đoàn đều cười nhạo nhìn tôi và Tô Mộc. Sau đó liền nói. Tình cảm của ông hai và bà hai rất tốt đẹp, ngay cả cháu cũng không nhịn được ngưỡng mộ ghen tị đó. Ghen tị cái sợi lông. Tôi tức giận nói. Sau đó vội vàng móc thiên địa kích mà Tô Mộc nói đưa cho Tô Đoàn, lảng sang chuyện khác. Cậu nhìn thử xem, là Trịnh Lâm phát hiện được ở trong động. Tô Mộc nói là thiên địa kích gì đó của nhà họ Tô. Sự chú ý của Tô Đoàn quả nhiên tập trung vào thiên địa kích. Cẩn thận đón lấy dao găm, nhìn thoáng qua sau đó kinh ngạc rồi nói. Đúng là thiên địa kích, phần này đã thất truyền hơn 50 năm rồi, không ngờ bây giờ lại tìm được ở đây. Nói xong cậu ta cẩn thận trả thiên địa kích lại cho tôi, rồi nghiêm túc nói. Thiên địa kích này là vật tùy thân của ông cháu lúc còn sống, luôn mang theo người, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này. Xem ra trận trùng âm này là do ông cháu bày ra. Nói xong chân mày của cậu ta vẫn nhíu chặt, dường như còn điều gì đó chưa nghĩ thông. Tôi cảm thấy kỳ lạ.
Tuy đã sớm đoán được trận pháp này có liên quan đến nhà họ Tô, nhưng tôi thực sự không ngờ là ông của Tô Đoàn lại bày ra. Ông của cậu ta không phải là anh trai của Tô Mộc là Tô Nam hay sao? Lúc còn sống sao lại mở trận pháp như vậy, còn để lại thiên địa kích luôn mang theo người ở đây? Lẽ nào nơi này có điều gì đó khác huyền diệu? Hơn nữa nơi này bí mật như vậy, nhìn từ phía trên chỉ là một cây hòe lớn đơn giản, bây giờ bị quả phụ họ Vương lợi dụng. Lẽ nào giữa Tô Nam và quả phụ họ Vương có mối quan hệ? Tuy tôi rất không muốn nghi ngờ anh trai của Tô Mộc như vậy, nhưng Tô Nam là bố của Tô Thịnh. Vì bảo vệ cho Tô Mộc, Tô Thịnh đã từng giao tôi cho Đao Minh. Cứ như vậy còn theo bố, hai bố con bọn họ rất có thể giống nhau. Nhìn Tô Đoàn như mặt trời trước mắt tôi, đầu óc của tôi quả thực hỗn loạn. Tô Đoàn suy nghĩ thật lâu, dường như cũng không nghĩ gì thông bèn nói: công may là có thiên địa kích, có nguồn dương khí, bây giờ cháu sắp bảy trận, phá trận trùng âm này, sau đó chúng ta có thể ra ngoài. Nói xong cậu ta ngồi xếp bằng trước mặt của tôi, lấy chu sa đậu này trong túi đặt ra trước mặt. Cuối cùng cậu ta móc ra một chiếc bình nhỏ đưa cho tôi: để tôi tưới chất lỏng trong bình lên thiên địa kích. Tôi gật đầu, định đặt thiên địa kích trước mặt của cậu ta. Dù sao cậu ta cần thiên địa kích để mở trận, ở càng gần trận pháp càng dễ thành công. Anh ngờ cậu ta trực tiếp từ chối tôi, nói thiên địa kích là pháp khí vốn có linh lực mạnh mẽ, nếu nó có thể hướng dẫn tôi luyện được lực cực âm, đã nói lên tôi và nó có duyên. Ở trong tay của tôi, nó mới có thể phát huy thực lực thực sự. Những điều mơ hồ cậu ta nói, tôi cũng không cưỡng cầu, đành cầm thiên địa kích, đợi Tô Đoàn nhắm mắt lại niệm chú. Tôi bèn tưới chất lỏng trong bình lên thiên địa kích theo lời của cậu ta. Sau khi tưới lên, cả hang động tràn ngập mùi rượu nước thứ hai. Hóa ra đó là rượu. Cùng với mùi rượu bốc lên trên thiên địa kích, tôi có thể cảm nhận rõ âm khí xung quanh bắt đầu sôi sục, cứ như bị mùi rượu hòa tan vậy. Cùng với đó, cá trắng nhỏ trên dao găm như được đánh thức, một luồng ánh sáng chậm chậm tỏa ra trên dao găm, dung hòa với âm khí ở xung quanh. Khoảng mấy phút sau, trong động đá lạnh lẽo xuất hiện luồng hơi ấm. Tôi đã sớm lạnh quen rồi, lúc này cảm nhận được hơi ấm, lập tức không tự chủ được, hướng về phía ánh sáng trắng. Tôi vừa động đậy, Tô Mộc sau lưng kéo tôi lại, ôm chặt tôi vào trong lòng của anh. Sau đó anh ta cúi đầu xuống, đặt trán của anh lên trán của tôi, nhẹ nhàng ma sát. Tôi bỗng đỏ mặt khi nhìn khuôn mặt của anh. Một từ ngữ xuất hiện trong đầu tôi trong tích tắc: vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Lúc này dùng từ ngữ đó để hình dung động tác giữa chúng tôi thì rất hợp. Chỉ là anh mới đánh tôi, lại còn bị Đường Dũng hét to, khiến tôi mất hết mặt mũi. Lúc này anh ta kề sát tôi như vậy, tuy tôi thấy rất thoải mái, sẽ Đường Dũng lại như con thiêu thân. Tôi bèn đẩy Tô Mộc ra, giả bộ giận rồi nói: anh làm gì thế, uống lộn thuốc hả? Nói xong tôi đã thấy Tô Mộc nhíu mày, dường như là rất khó chịu. Da thịt vốn dĩ trắng nón bây giờ đã đỏ bừng, hơn nữa đáng sợ hơn chính là cơ thể anh ta đang nóng lên. Tôi lập tức luống cuống, cô không để ý đến việc mất mặt, trực tiếp tui vào trong lòng của anh, dùng cơ thể đỡ anh rồi hỏi: Tô Mộc, anh sao vậy? Có phải anh bị thương không? Khi nói chuyện, tôi cảm nhận rõ cơ thể của anh ngày càng nặng, trọng lực đều đặt trên người của tôi. Dường như đôi chân không còn sức, mà cơ thể của anh cũng ngày càng nóng, thậm chí cao hơn cả nhiệt độ trên người của tôi. Mà ý thức của anh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, nói chuyện với anh cũng không để ý, chỉ ôm chặt tôi vào trong lòng. Cơ thể nóng hừng hực không ngừng dựa vào tôi, dính thật sát vào làn da lộ ra bên ngoài của tôi, dựa vào tôi để giảm nhiệt. Tôi sợ đến choáng váng, kinh hoàng hỏi Tô Mộc đang xảy ra chuyện gì. Anh chính là quỷ, trời sinh cơ thể lạnh lẽo. Mặc dù anh luôn duy trì cơ thể khoảng hơn 20 độ để không bị đông cứng tôi, nhưng sợ tay anh vẫn mát lạnh, không thể cùng một mức nhiệt độ với tôi, càng không thể nào nóng như vậy. Toàn thân của quỷ nóng lên, không lâu sau sẽ hồn bay phách tán. Tôi sợ hãi ôm chặt lấy Tô Mộc, tay chân dán vào người của Tô Mộc, khuôn mặt cũng dính vào mặt của Tô Mộc. Nhưng bây giờ Tô Đoàn vẫn đang tập trung niệm chú, căn bản không nghe thấy tình hình của tôi bên này. Đường Dũng bên kia cắn răng khống chế hai cương thi, không thể nhìn sang xem chuyện gì xảy đến. Chỉ còn lại Trịnh Lâm và Diệu Diệu. Trịnh Lâm biến thành tiểu quỷ chưa lâu,
mặc dù ác quỷ nhưng mà không có kiến thức, chỉ có thể sốt ruột đứng bên cạnh. Còn lại Diệu Diệu khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc vây quanh Tổ Mộc, cái tay nhỏ bé hua hua sợ tay của Tổ Mộc. Từ trước đến nay thằng bé sợ Tổ Mộc, có điều bây giờ tình thế khẩn cấp, thằng bé cũng không chú ý nhiều như vậy. Sau khi chạm vào tay của Tổ Mộc, tay của Diệu Diệu lập tức phát ra một tiếng xì nhẹ, một làn khói trắng bốc lên. Diệu Diệu rút tay về như bị điện giật, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hơn, cảm thông nhìn tôi, thấp giọng rồi nói: "Chị ơi, xem ra chị là một cặp trời sinh với đại ca của em rồi." "Là ý gì?" Trong lòng của tôi hốt hoảng, tay nắm lấy Diệu Diệu hỏi thằng bé. "Anh ấy có thể bị vật kia phóng ra dương khí quá nặng, khiến anh ấy bị thương mới như vậy. Bây giờ toàn thân anh ấy nóng rực, tình hình thật là không ổn." Diệu Diệu vâng dạ nói: "Không thể nào, dương khí có nồng nặc thế nào đi nữa thì cũng chỉ là trung hòa âm khí mà thôi. Anh ấy sẽ đi dưới trời nắng mặt trời cũng không có vấn đề gì, sao lại vì chút dương khí như thế này mà lại trở thành ra như vậy? Hơn nữa trong ba người, thực lực của anh ấy là cao nhất. Em và Trịnh Lâm cũng không bị tổn thương vì dương khí này, sao anh ấy lại không đối phó được chứ?" Tôi như hét lớn, nước mắt tràn mi, ôm chặt lấy Tổ Mộc, cố gắng dán da của mình lên người của anh. Hai chúng tôi sát nhau, lúc này anh đã sắp hôn mê. Trong mơ hồ cảm nhận được tôi, lập tức cúi đầu chạm vào môi của tôi như muốn hôn tôi vậy. Mặt của tôi đầy nước mắt, cũng không để ý bị người khác nhìn thấy, lập tức nhón chân lên chạm môi của anh, đồng thời điều động cá âm nhỏ trong đan điền trên của tôi phóng âm khí về người của anh. Mặc kệ tôi cố gắng thế nào, âm khí dạo quanh người của anh một vòng cũng không được hấp thụ, mà lại sẽ hướng quay lại đan điền trên của tôi. Mắt thấy cơ thể của anh ngày càng nặng, sắp nằm trên đất, Diệu Diệu nhỏ giọng rồi nói: "Có phải vì em và Trịnh Lâm đều là tiểu quỷ, đều có chủ nhân cho nên là mới có thể chống đỡ được dương khí này, mà đại ca Tổ Mộc, anh ấy không phải là tiểu quỷ cho nên là không đối phó được?" "Không đâu, anh ấy sẽ không sao, anh ấy nhất định sẽ không sao mà." Tôi vội vẻ hét lớn, lúc này tôi không chú ý đến nhiều như vậy, liều mạng đánh động các âm nhỏ, hấp thu âm khí xung quanh truyền vào cơ thể của Tổ Mộc. Anh được âm khí bao phủ cho nên nhiệt độ có thể giảm bớt, nhưng vẫn còn rất nóng. Anh bị thiêu đốt rất khó chịu, thở gấp, hơi thở rất nặng, ôm tôi va chạm vào vách đá xung quanh, dường như làm như vậy mới có thể khiến cho anh thoải mái hơn đôi chút. Tôi bị va chạm hoa mắt choáng đầu, mặc cho Tổ Mộc đỡ, nhưng va chạm mạnh như vậy đối với tôi mà nói là vẫn quá nghiêm trọng. Khi tôi đang cố gắng khống chế phương hướng, muốn ngăn cản Tổ Mộc đâm vào tường, cơ thể của tôi đột nhiên trống rỗng, trực tiếp bị Tổ Mộc ôm văng ra ngoài. Cảnh sắc trước mặt của tôi biến đổi, rốt cuộc lại xuất hiện một con đường nhỏ. Tôi và Tổ Mộc ngã nhào vào trong một hang đá khác, kết cấu không khác lắm cái hang lúc nãy bị nhốt với Trịnh Lâm. Sau khi anh rơi vào đây, dường như ý thức khôi phục lại được một chút, cái tay nóng rực trực tiếp vén quần áo của tôi lên và chui vào. Tôi cho rằng anh muốn mượn nhiệt độ trên cơ thể của tôi để giảm nhiệt độ cho nên cũng không ngăn cản. Ai ngờ sau khi anh ta cho vào thì càng tệ hơn, càng thả lỏng người hơn, trực tiếp kéo áo lót của tôi, cởi quần áo của tôi. Mặc dù thương anh thế nào, lúc này tôi cũng không thể kiềm chế được nữa, vẫn đưa tay để anh ra rồi nói: "Tổ Mộc, anh có khá hơn chút nào không? Tỉnh lại đi." Dương. Giọng của anh có chút mơ hồ gọi tôi, nhưng động tác không hề ngừng lại. Hai ba lần kéo áo quần của tôi, cơ thể nóng rực áp lên người của tôi, vừa mơ hồ gọi tên của tôi vừa chen vào người của tôi. Tôi sợ đến mức muốn thét chói tai, nhưng sau khi anh ta tiến đến, chân mày nhíu chặt, chớp mắt dịu lại nhiều, dường như rất thoải mái. Tôi cũng rất nóng bức, mạch máu căng lên, nhiệt độ cơ thể tăng vọt. Tôi muốn ngăn cản anh ta theo bản năng, xấu hổ đến mức không tả nổi, nhưng anh vốn không cho tôi cơ hội ngăn lại. Thắt lưng cứng nhắc được thả lỏng, điên cuồng dao động theo quy luật. Tôi vốn đang tràn ngập cảm xúc xấu hổ, ở nơi hoang vu thế này, bên ngoài còn có nhiều người như vậy. Dưới sự dẫn dắt của anh, tôi không thể nghĩ đến những thứ khác, cơ thể theo nhịp của anh, cố gắng để phối hợp. Điên cuồng đến khi tôi kiệt sức, không biết hưng phấn bao nhiêu lần, thế tiến công của Tổ Mộc mới dần dần trì hoãn. Lúc này cơ thể của anh không còn nóng nữa, từ từ khôi phục bình thường, mà thần trí của anh cũng tỉnh táo lại theo sự giải phóng của tinh lực.
Thấy anh tỉnh lại, khuôn mặt đỏ bừng của tôi càng nóng rực, trực tiếp chui vào trong lòng của anh, sống chết không chịu để anh nhìn khuôn mặt của tôi. Tôi nghe thấy anh cười khẽ một tiếng, miệng vùi bên tai của tôi, hôn lên vành tai của tôi. Sau đó anh cười xấu xa rồi nói: "Cổ nhóc, biểu hiện lần này tốt hơn lần trước rất nhiều. Có phải đối diện với gương mặt của anh thì phát huy tốt hơn bình thường không?" "Cái gì mà phát huy tốt hơn bình thường? Anh nói bậy bạ gì thế?" Tôi quả thực hận không thể đào một chiếc lỗ để chui xuống, nhỏ giọng phản đối. Nói xong tôi càng thêm xấu hổ. Ngay cả tôi cũng có thể nghe được sự nũng nịu, thỏa mãn và hơi thở gấp gáp của mình. Quả nhiên anh nhanh chóng cười rộ lên, cánh tay mắt lạnh nâng cằm của tôi lên, ép đầu tôi ngẩng nhìn vào khuôn mặt đẹp trai ấy rồi nói: "Em có thích anh không?" Tôi muốn nói là không thích, nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt đẹp của anh, sống mũi thẳng tắp, khuôn miệng quyến rũ, tôi lại chìm đắm trong sự đẹp trai của anh. Tôi gật đầu nói là thích. "Vậy em có thích anh đối xử với em như vậy không?" Anh lại hỏi như vậy. Tôi lập tức xấu hổ và giận dữ đứng dậy. Làm cũng đã làm rồi, còn hỏi tôi làm gì, ép tôi phải nói ra sao. Nhưng dường như anh rất thích nhìn dáng vẻ của tôi bây giờ, mắt cười cong cong nhìn tôi, đợi câu trả lời của tôi. Tôi thành thực gật đầu rồi nói: "Thích." Anh hài lòng cười lớn, cúi đầu hôn lên trán của tôi một cái, sau đó cầm quần áo lên giúp tôi mặc vào. Mặt tôi đã đỏ đến tận mang tai, thế anh còn muốn giúp tôi mặc quần áo. Tôi vội vàng giật quần áo lại, bảo anh quay lưng đi, tôi tự mặc. Anh phì cười rồi nói: "Khách sáo cái gì, đã là vợ chồng rồi, nên nhìn hay không nhìn thì anh cũng đã nhìn rồi. Vậy anh cũng phải xoay người đi chỗ khác." Tôi kiên trì nói, tình hình lúc nãy là vì tôi sợ anh gặp chuyện không may, cho nên mới phối hợp với anh như vậy. Anh ngờ anh muốn xong lại không sao, đây là tình huống gì chứ? Tôi có cảm giác mình bị lừa gạt, trong lòng xấu hổ và vừa tức giận, khăng khăng bắt anh xoay người sang chỗ khác, nếu không tôi sẽ... "Em sẽ cái gì, không mặc nữa, thực ra như vậy càng đẹp hơn." Tôi mộc cười xấu xa, sự yếu ớt và đau đớn lúc nãy đã sớm không cánh mà bay. Tuy anh chọc tức tôi như vậy, nhưng thấy tôi kiên trì, anh vẫn đứng lên, xoay người sang chỗ khác. Giờ tôi mới phát hiện vóc dáng người của anh thật đẹp, cơ bắp rắn chắc, chân tay đẹp thon dài như được photoshop. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi quả thực khó tin trên thế giới này lại có được một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Anh chắc chắn chính là con cưng của trời. Mỗi một phân mỗi một tấc đều rất hợp và thẩm mỹ của tôi. Tôi bất giác nhìn ngay cả người, thậm chí ngay cả khi anh quay lại cũng không phát hiện ra. Mà lúc này tôi còn chưa kịp mặc quần áo, thấy anh quay đầu nhìn tôi lập tức hét lớn. Chỉ là lần này anh không đợi tôi bắt anh xoay người, trực tiếp đi tới đoạt lấy quần áo, cẩn thận giúp tôi mặc vào. "Anh lúc nãy rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao cơ thể của anh lại nóng như vậy, ngay cả ý thức cũng mơ hồ thế?" Sau khi được tôi mộc mặc lại quần áo xong, tôi vội vàng hỏi để giảm bớt sự xấu hổ của mình. Tôi mộc vẫn cười híp mắt nhìn tôi rồi hỏi: "Em lo lắng như vậy, có phải là sợ anh hồn bay phách tán không?" Tôi thành thực gật đầu. Anh thích như vậy lại kéo tôi vào trong lòng, rất vừa ý với câu trả lời của tôi, hời hợt nói: "Vừa nãy uống nhiều quá cho nên là say." "Hả?" Tôi sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh. "Uống nhiều, nhưng vừa nãy anh không uống rượu, sao lại say?" Trước đây khi còn sống anh không thể uống rượu, dị ứng với cồn. Chỉ cần nồng độ cồn đạt mức nhất định, cho dù là trộn lẫn vào không khí, anh cũng sẽ say. Anh ngờ hôm nay sau khi thành quỷ, nhược điểm này cũng không thể biến mất. Cho nên lúc nãy anh ngửi được mùi rượu nước thứ hai của em tưới lên, cho nên là anh mới say. Toàn thân còn nóng lên, làm cho em sợ muốn chết. Sau khi tôi biết anh chỉ say rượu, tinh thần lập tức thả lỏng, có chút gì đó tức giận đấm anh một cú. Anh cũng không tức giận, vẫn cười hì hì nhìn tôi rồi nói: "Bí mật này anh chưa từng nói với ai. Bây giờ trong những người còn sống, cũng chỉ có em biết. Em biết bí mật này của anh thì phải chịu trách nhiệm với anh đấy." Tôi gật đầu. Có điều tôi nhanh chóng nhớ ra một chi tiết, nghi ngờ nói: "Không đúng, khi Vivi kia ăn cơm với anh, quấn quýt với anh uống rất nhiều rượu, lúc đó sao anh không say?" "Lúc đó anh uống nước. Với thân thủ của ta,
đổ rượu thành nước trên mặt bọn em đều là chuyện nhỏ. Tô Mộc nói, lúc này tôi mới vỡ lẽ. Sau đó sự chú ý của tôi lại tập trung vào hang đá ở trước mắt. Vừa rồi không chú ý, bây giờ mới phát hiện ra hang động trước mắt phức tạp hơn so với cái hang của Trịnh Lâm. Tôi bèn hỏi Tô Mộc sao lại biết nơi này có một hang động, còn đưa tôi tới đây. Sau khi em phát hiện ra thiên địa kích, anh mới ý thức được đây có thể coi là trận pháp do người nhà họ Tô bày ra. Có thể bày trận trùng âm suôn sẻ, nhất định là do dùng âm khí nuôi dưỡng vật gì đó. Mà hang động vừa rồi em phát hiện có thiên địa kích thuộc về hang dương, tương ứng sẽ có một hang âm, thứ mà anh trai của anh nuôi dưỡng cũng ở trong cái hang này. Trong hang động này còn có vật gì khác à? Tôi lập tức kinh ngạc thốt lớn, đồng thời nghiêm khắc đánh vào ngực của Tô Mộc một cái. Anh biết rõ trong hang động này còn có thứ gì khác, vậy mà lúc nãy còn làm chuyện đó. Bị người khác thấy thì phải làm sao? Tô Mộc biết ý nghĩ của tôi, cười nắc nẻ rồi nói, cho dù có những vật khác thì cũng không phải là người, em đừng có lo. Là quỷ cũng không được. Tôi không vui lẩm bẩm. Nói rồi anh kéo tay của tôi đi men theo con đường nhỏ quanh co tiến về phía trước. Sau khi tôi biết khống chế được âm khí, có chút đắc ý, dựa theo cách Trịnh Lâm dạy cho tôi, nhóm lên đỉnh đầu một đốm lửa ma chơi, rọi sáng con đường phía trước và đi theo anh. Hang âm này có lẽ đối xứng với hang âm dương được dựa theo phong thủy. Kết cục lớn nhỏ bên trong hang động không khác hang dương là mấy. Có điều sau khi thực sự bước vào hang âm, tôi vẫn không nhịn được lạnh cả sống lưng. Âm khí nơi đây thực sự quá nồng đậm. Trong hang động phủ lên một lớp sương mù đen đặc. Mặc dù đỉnh đầu của tôi có lửa ma chơi, cũng không thể chiếu rọi được sự u tối ở trước mắt. Tôi mộc nhanh chóng cởi áo khoác ra, khoác vào người của tôi, bảo tôi đi theo sát anh. Sau đó anh lại thổi một hơi ấm vào đốm lửa ma chơi. Cô không biết anh đã làm gì, ngược lại ma chơi của tôi đã lớn hơn rất nhiều. Âm khí tràn ngập xung quanh, chớp mắt bị ma chơi thiêu đốt. Đợi sau khi âm khí bốn phía bị đốt đi không ít, tôi mới thấy rõ kết cấu của hang âm. Nơi đây hình như là một huyệt mộ. Trung tâm hang âm đặt hai chiếc quan tài đá rất lớn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy quan tài hai người, khá giống chiếc giường trong tiệm đồ dùng gia đình. Người bình thường đều ngủ ở giường đơn, mà đây hiển nhiên là một chiếc giường hai người, xa hoa bản nâng cấp. Tôi không khỏi ngạc nhiên, muốn xem từ đây rốt cuộc là mộ của ai mà lại tốn công tốn sức như vậy. Không chừng đây là mộ của hoàng đế cổ đại nào đó, bên trong chôn vàng bạc châu báu đếm không hết thì sao? Anh ngờ tôi vừa mới bước lên, Tô Mộc đã níu tôi lại rồi nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Trong quan tài có người chết hả? Tôi liền hỏi. Có điều nói xong tôi mới ý thức được mình nói nhảm. Nếu không có người chết thì đặt quan tài ở đây làm gì? Sau đó tôi căng thẳng, trong đó có người chết. Hơn nữa đây là hang âm của trận trùng âm, cũng chính là âm trong âm. Tất cả âm khí cũng là vì nuôi dưỡng người chết trong quan tài. Mọi người đều biết, người chết gặp phải âm khí sẽ không phải là chuyện tốt. Ngay cả Vivi và giám đốc ngoài kia nhiễm phải âm khí đều vùng dậy trở thành cương thi. Thi thể trong này đặc biệt có âm khí nuôi dưỡng, còn không biết nuôi dưỡng là bao nhiêu ý niệm. Như vậy trong quan tài rất có thể cũng có giam giữ hai cương thi. Thực lực cương thi không hề thấp. Gần như trong nháy mắt, tôi níu Tô Mộc lại, không cho anh ta tới gần, run giọng nói, chúng ta đi thôi. Không sợ, ở đây có anh rồi. Tô Mộc vỗ vai của tôi. Đương nhiên tôi cũng đoán được bên trong là thứ gì. Sắc mặt có chút nặng nề, có điều anh vẫn chậm rãi tiến về phía quan tài đá hai người đó. Đây rất có thể là nơi cuối cùng anh trai của anh xuất hiện lúc còn sống. Nếu anh ấy đã đặt vật quan trọng như là thiên địa kích ở đây, đã nói lên tầm quan trọng của người trong quan tài đối với anh ấy, anh muốn nhìn thử xem. Tô Mộc vừa đi vừa nói, có anh ở bên cạnh tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nếu như chuyện này liên quan đến anh trai của anh cũng sẽ nghĩ như vậy. Tôi đành cắn răng theo sát phía sau của anh đi về phía quan tài đá. Quan tài đá chỉ lặng lặng nằm trên mặt đất. Thân quan tài rất mộc mạc, hình như là do người làm thủ công. Toàn bộ quan tài không có bất kỳ một hoa văn nào. Chính giữa nắp quan tài đều khắc một con cá âm nhỏ màu đen, mà phía dưới cá âm nhỏ có một chiếc lỗ. Toàn bộ âm khí trong hang âm đều chảy vào lỗ này dưới sự dẫn dắt của cá âm nhỏ. Tô Mộc đương nhiên cũng chú ý đến chiếc lỗ nhỏ đó. Anh hít sâu một hơi, bảo vệ tôi ở sau lưng, nặng nề nói, nắm chặt ngọc bội anh đưa cho em, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào anh sắp mở quan tài.
Tôi cũng hít một hơi, nghiêm túc gật đầu, trực tiếp chấn ngọc bội trước mặt. Thấy tôi chuẩn bị xong, cánh tay thon dài trắng nõn của Tô Mộc đặt trên quan tài đá, gõ ba cái có tiết tấu như là gõ cửa, sau đó chờ bên trong đáp lại. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, dù cho cây kim rơi xuống tôi cũng nghe thấy. Tôi căng thẳng không dám thở mạnh. Đợi đã lâu, quan tài đá của hai người trước mắt đều im lặng, không có tiếng đáp lại. Tô Mộc không thăm dò nữa, tay ngưng tụ âm khí để nắp quan tài đá của hai người ra. Một thi thể nữ xuất hiện trước mắt của chúng tôi. Cô ấy yên tĩnh nằm trong quan tài không nhúc nhích, cũng không có hiện tượng xác chết vùng dậy. Mặc dù không có xác chết vùng dậy, có điều khi thấy cô ấy tôi có chút kinh ngạc. Tôi đã tưởng tượng đủ các tình huống sau khi mở quan tài. Hai cường thi sẽ lợi hại siêu cấp chợt xông tới, hoặc là hai thi thể sẽ bật dậy, cặp mắt khô héo nhìn chúng tôi, hỏi chúng tôi vì sao quấy rầy giấc ngủ của bọn họ. Dù gì cũng là hai thi thể nằm trong quan tài, không có phản ứng gì. Bất kể là giả thiết nào, trong quan tài đều là hai người, hơn nữa một nam một nữ. Kết quả làm tôi kinh ngạc. Một người, vì sao lại nằm trong quan tài hai người? Hơn nữa cô gái này nhìn rất trẻ, chỉ hơn 20 tuổi. Dưới sự bảo tồn của âm khí, cô ấy vẫn giống như người còn sống, chỉ có cảm giác như là đang ngủ mà thôi. Dù thế nào tôi vẫn có chút căng thẳng, nắm chặt ngọc bội trong tay để đề phòng cô ấy đột nhiên vùng dậy. Có điều một hồi sau, thấy cô ấy không có bất kỳ phản ứng gì, tôi cũng không khỏi thở dài một hơi, xích lại gần, chăm chú nhìn gương mặt của cô gái đó khen ngợi. Đẹp quá, cô gái này thật là xinh đẹp, hèn gì anh trai của anh lại đặc biệt tạo nên trận pháp phức tạp thế này để nuôi dưỡng cô ấy. Nói chưa dứt lời, ánh mắt của tôi đột nhiên dừng lại ở hình vẽ trên bả vai cô ấy. Thi thể nữ đó mặc quần áo trắng như vừa mới tắm xong, mà ở trên vai cô ấy, một đóa hoa sen chớm nở nổi bật trên trang phục, chiếu rọi gương mặt hào hoa hết sức đẹp mắt. Lâm Yến Nhi. Cô ấy lại là Lâm Yến Nhi. Tâm Mộc từng nói Lâm Yến Nhi chỉ mặc đồ trắng, trên trang phục sẽ có một hình vẽ hoa, trên trang phục có hình vẽ một hoa sen trắng. Trong lòng tôi sợ hãi không thôi, quay đầu nhìn sang phía của Tông Mộc, chỉ thấy anh cũng nhíu chặt mày, không dám tin nhìn thi thể nữ trong quan tài. Trong nháy mắt, cả hang động lặng ngắt như tờ, không có ai lên tiếng. Ngần ngây hồi lâu, Tông Mộc mới tiến lên được hai bước, thận trọng đến bên cạnh quan tài, ngắm nhìn cô gái ở bên trong. Mà tôi thì nhìn anh cẩn thận như vậy, trái tim tôi chợt đau đớn như bị kim châm. Vận mệnh trêu ngươi, tôi trăm phương nghìn kế khuyên bảo bản thân không để ý đến chuyện của Lâm Yến Nhi. Trước khi tìm được Lâm Yến Nhi, tôi phải tận hưởng ông chồng hoàn mỹ trời ban này. Nhưng tôi vừa mới một lòng giao trái tim cho anh, Lâm Yến Nhi lại xuất hiện. Hơn nữa cô ấy còn nằm ở đây, lúc nãy chúng tôi đã mây mưa trong hang động này. Tôi quả thật không biết nên xử sự thế nào. Giờ khắc này rốt cuộc đã tới, mà trước mặt Tô Mộc và Lâm Yến Nhi tôi lại thành dư thừa. Tôi lùi lại từng bước, không thấy hình ảnh của họ gặp nhau, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, muốn rời khỏi hang động này. Nhưng lúc đi đến bên vách đá, tôi mới hồi phục lại tinh thần. Đây cũng là một trận pháp, trước khi Tô Mộc chưa phá giải được trận pháp này, tôi cũng không thể ra được. Thực sự là không còn cách nào, tôi đành ngồi dựa vào vách đá, lặng lặng đợi Tô Mộc ra. Dường như thời gian trôi qua dài như một thế kỷ, Tô Mộc mới ôm thi thể của Lâm Yến Nhi ra ngoài. Gương mặt của anh không buồn không vui, không nhìn ra bất cứ một biểu cảm gì. Có điều dáng đi của anh cũng hơi cứng nhắc. Rõ ràng có thể nhìn ra lúc này anh đang rất vui mừng, chỉ là kìm nén tâm trạng trước mắt thôi, không muốn biểu lộ ra mà thôi. Đi thôi. Tô Mộc đi tới trước mặt của tôi, nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó anh niệm chú, âm khí trên người trực tiếp ngưng tụ thành hình dáng của thiên địa kích, đâm vào vách đá phía sau tôi. Lúc này vách đá như một trang giấy gặp phải thiên địa kích do âm khí tạo thành mà trực tiếp bị phá vỡ và rơi xuống. Lần này Tô Mộc không bảo vệ tôi, chỉ bảo tôi cẩn thận một chút. Sau đó anh ôm Lâm Yến Nhi xuyên qua đá mà rơi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của anh rời đi, tôi đau khổ đến mức muốn chết. Rõ ràng vừa rồi còn tốt như vậy, bây giờ tìm được Lâm Yến Nhi, chớp mắt đã thay đổi. Nước mắt của tôi tuôn ra như mưa, nhưng tuyến lệ đã bị chặn lại, không thể rơi một giọt nước mắt nào, bức bối khó chịu.
Khoảnh khắc này ngay cả không khí dường như cũng đều biến thành đao nhỏ đâm vào trái tim của tôi. Chớp mắt, tảng đá trên đất nện xuống trước mặt của tôi. Tôi cố ý muốn tránh nhưng mà đôi chân bị đóng đinh cứng nhắc, không thể nhấc lên nổi. Tôi thậm chí đột nhiên nảy ra một ý nghĩ ở trong đầu: nếu Tô Mộc tìm được Lâm Yến Nhi rồi cũng không cần tôi nữa, tôi bị tảng đá đập chết biến thành quỷ anh cũng chẳng để ý đâu nhỉ. Trong mơ hồ, dường như có bóng người xông tới ôm lấy eo của tôi, nhanh chóng đưa tôi xuyên qua đá rơi trở về bên ngoài hang động. Tinh thần của tôi chấn động, là Tô Mộc quay lại cứu tôi. Dường dường, vừa rồi em nguy hiểm quá, sao em không né? Phía sau là khuôn mặt của Đường Dũng, dường như anh ta bị đá đập trúng, trên trán bầm đen, ánh mắt đang lo lắng nhìn trên người của tôi, kiểm tra tôi có bị thương không. Người cứu tôi là Đường Dũng, trong lòng tôi thất vọng, đôi mắt không tự chủ nhìn về phía của Tô Mộc. Anh không hề chú ý đến tôi, lúc này đã buông thi thể của Lâm Yến Nhi đang ngồi thì thầm gì đó với Tô Đoàn. Trái tim tôi lạnh lẽo, nước mắt nén lại thật lâu cũng đã rơi. Đường Dũng thấy tôi khóc, còn tưởng bản thân mình đã chọc tôi, liền buông tay khỏi eo của tôi lúng túng nói: em đừng khóc, anh không đụng vào em còn không được sao? Tôi bị giật mình, tôi nức nở nói. Nói xong tôi cố gắng mỉm cười với Đường Dũng: cảm ơn anh vừa rồi đã cứu tôi. Cảm ơn gì, nên làm mà thôi. Thân làm bạn trai em thì nên làm kỵ sĩ của em, bảo vệ em an toàn bất cứ một lúc nào. Đường Dũng nở một nụ cười vỗ ngực khí phách, muốn biểu hiện dáng anh Dũng, nhưng vừa cười thì lại đụng đến vết thương trên trán khiến cho anh ta đau đớn. Lúc này trận trùng âm đã bị phá, phía bên ngoài hang động còn hơi lạnh, nhưng đó là nhiệt độ bình thường trong lòng đất, đã không còn âm khí lưu động. Hai người họ tôi nghiên cứu một lúc lâu, nói muốn đi lên. Anh nhìn tôi mỉm cười với tôi, nhưng tay vẫn còn ôm Lâm Yến Nhi, cũng không có ý muốn tìm tới tôi. Tôi không muốn nhìn nữa, dẫn đầu leo thang dây ra ngoài. Trịnh Lâm và Đường Dũng theo sát tôi. Lúc này bên trên đã là giữa trưa, lại được nhìn thấy cảnh mặt trời ấm áp, tôi lại cảm giác như đã xa rời từ rất lâu, rất lưu luyến sự ấm áp và mặt trời mang lại. Bởi vì có cảnh sát bị thương, phần lớn cảnh sát đều đã đi hết, chỉ còn lại một cảnh sát vẫn còn đứng bên cạnh. Hai cảnh sát trẻ đang ngồi trong xe, tay cầm chặt súng, thấy chúng tôi đi lên mới dám thả lỏng. Nhưng bọn họ vẫn không dám đi lên trước, chỉ hỏi chúng tôi thế nào, có người bị thương hay không. Tôi không còn lòng dạ nào để đáp lại bọn họ, chỉ lắc đầu. Sau khi đi lên có Tô Đoàn đến nói chuyện với bọn họ. Sau khi tôi phơi nắng một lúc thì đứng lên gọi Trịnh Lâm rồi nói: chúng ta đi thôi. Em đi đâu, rằng có suốt một đêm, đói bụng không? Anh mời em ăn một bữa nhé. Đường Dũng lập tức tiến đến cười hì hì hỏi tôi. Nghe anh ta nói như vậy, tôi thực sự đói bụng, bèn gật đầu đồng ý. Dù gì đã đến nước này, chỉ cần không thấy Tô Mộc nữa thì đi đâu cũng được. Đường Dũng thấy tôi đồng ý, bèn kéo tay tôi đi về phía xe. Tôi vốn còn chút do dự, muốn nói một vài câu tạm biệt với Tô Mộc. Nhưng khi tôi quay lại tìm Tô Mộc, thì thấy anh quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt hướng về mặt của Lâm Yến Nhi, dường như lại hôn môi của Lâm Yến Nhi. Hình ảnh kia làm tổn thương đôi mắt của tôi. Chút không nỡ cuối cùng của tôi cũng tan thành mây khói. Tôi nắm tay của Đường Dũng đi theo anh ta lên xe. Sau khi lên xe, Diệu Diệu còn vui hơn cả Đường Dũng, kéo tay của tôi rồi chen vào trong lòng, sống chết không chịu ngồi đằng sau, còn không ngừng nói tôi rốt cuộc đã phát hiện điểm tốt của đại ca. Cuối cùng Đường Dũng không nhịn được mắng Diệu Diệu một trận, thằng bé đành ngoan ngoãn ngồi về phía sau cùng với Trịnh Lâm. Dọc đường đi, Đường Dũng lái xe thật nhanh, cuối cùng xe dừng lại ở khách sạn Hilton, nên lần đầu tôi gặp Tô Đoàn. Tâm trạng của tôi khá tệ, im lặng suốt đường đi. Có điều lúc này tôi cũng không kìm nén được nữa, quay đầu nhìn Đường Dũng hỏi: anh mua vé trúng số độc đắc cả, lại đi ăn ở nơi sang trọng thế này? Tôi biết tính tình của Đường Dũng, bán bùa hộ mệnh kiếm tiền, nghèo rất mồng tơi, còn keo muốn chết, bây giờ đột nhiên dẫn tôi tới nơi đắt đỏ như vậy để ăn, tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Anh chưa bao giờ mua vé số, có điều mời Dương Dương của anh đi ăn, sao có thể đến quán ven đường được chứ? Đương nhiên là phải cao cấp, yên tâm, một bữa cơm anh vẫn mời được. Đường Dũng cười hì, anh ta dường như nhìn tôi không vui, dọc đường vẫn kiên nhẫn không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, chỉ cố gắng làm cho tôi vui.
Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp, không nhịn được cười. Tôi liền nói: hay là bỏ đi, tình hình gì của anh mà tôi không biết. Ăn xong bữa này thì anh phải dẫn theo Diệu Diệu đi làm ăn mày luôn. Chúng ta đi qua nơi khác để ăn. Nói xong tôi bảo Đường Dũng lái xe, nhưng Đường Dũng vẫn khăng khăng đẩy cửa xe xuống. Đi vòng qua ghế lái phụ, Lịch Thiệp mở cửa xe, rồi tươi cười nói: xin mời. Diệu Diệu cũng vui vẻ khác thường, nhảy xuống xe kéo tôi nói: chị ơi, chị không cần tiết kiệm giúp đại ca em đâu. Ở đây anh ấy là có thẻ siêu VIP đó, ăn uống hoàn toàn miễn phí. Gần đây anh ấy toàn ăn chùa ở đây, không cần khách sáo. Nói xong bèn kéo tôi đi vào bên trong. Tôi đã hiểu rõ, thì ra là như vậy. Với tính keo kiệt của Đường Dũng, bằng lòng dẫn tôi tới đây ăn nhất định không phải là tiền bình thường. Có điều tôi lập tức tò mò, hỏi Diệu Diệu sao Đường Dũng lại có thẻ VIP ở đây. Diệu Diệu càng thêm cao ngạo, gương mặt nhỏ nhắn ngước lên rồi nói: đại ca của em là tăng nhân siêu lợi hại, giúp chị đều là miễn phí. Nhưng mà nếu người khác muốn tìm đại ca của em thì phải bỏ rất là nhiều tiền. Gần đây đại ca của em nhận mối làm ăn của ông chủ khách sạn này, cho nên mới có tấm thẻ siêu VIP tiêu dùng vô hạn đó. Nói xong Diệu Diệu còn liếc nhìn Đường Dũng rồi lại nói: hai ngày này đại ca của em vốn phải làm bùa hộ mệnh cho người ta, vì biết chị gặp nguy hiểm cho nên là mới bỏ lỡ. Nói nhiều thế, lát nữa có muốn ăn kem không? Nghe Diệu Diệu thì thầm với tôi, Đường Dũng trừng mắt nhìn Diệu Diệu. Sau đó anh ta kéo tôi đến nhà hàng quen thuộc. Có thể nhìn ra được ngày nào anh ta cũng ở đây, mà người phục vụ khách sạn thấy anh ta cũng lần lượt gật đầu, cung kính gọi anh ta là Đường đại sư. Đường Dũng càng thêm đắc ý, vừa khoe khoang nói tôi muốn ăn gì cứ gọi, vừa ra vẻ đại sư chào hỏi các nhân viên phục vụ dọc đường. Tôi mắc cười với dáng vẻ nghiêm túc của anh ta, cũng không khách sáo với anh ta nữa, liền gọi mấy món ăn mình thích. Lúc ăn vì tôi không ngại ngùng bèn tán gẫu với Đường Dũng, hỏi anh ta xem ông chủ khách sạn này đã xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành tại sao muốn làm bùa hộ mệnh. Đường Dũng bí hiểm cười cười, tay vờ vút vút chòm râu không tồn tại như đại sư rồi nói: cũng không có gì, chẳng qua là ông chủ khách sạn này ngưỡng mộ danh tiếng của anh, muốn anh làm bùa hộ mệnh để phù hộ khách sạn kinh doanh phát đạt, cho nên là mới tìm anh thôi. Cái gì? Vốn dĩ là trong nhà của ông chủ này đã xảy ra chuyện gì cho nên là mới tìm đến chứ? Diệu Diệu vô tình vạch trần Đường Dũng. Sau đó thằng bé tiến đến bên cạnh của tôi thấp giọng rồi nói: con gái của ông chủ này bị bạn trai đâm chết 1 năm trước. Từ sau đó trong nhà liên tục xảy ra chuyện lạ, dường như là oan hồn cô gái quấy rối. Ông chủ này đã tìm rất nhiều đạo sĩ đến đuổi quỷ, đều không tìm được hồn vía của cô gái. Thực sự không còn cách nào khác mới tìm đến anh của em, muốn dùng bùa hộ mệnh an ủi con gái đừng xuất hiện để dọa người. Ồ, thì ra là như vậy. Tôi gật đầu, có điều mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai. Con gái bị bạn trai đâm chết, hình như là tôi có nghe đến chuyện này ở đâu đó. Hơn nữa còn là một chuyện xảy ra 1 năm trước, giống như thời gian mất của con gái ông chủ Phùng Đông. Nghĩ đến đây tôi đột ngột nhớ ra sự việc về cái chết của con gái ông chủ Phùng Đông. Lúc đó người chết không chỉ là con gái của ông ta và chồng chưa cưới, còn có bản thân của cô ấy. Cô bản thân đó bị bạn trai đâm chết trong giấc ngủ. Có cần phải trùng hợp như vậy không? Tôi lập tức hỏi Đường Dũng xem con gái người bị hại tên là gì, lúc còn sống có phải là bạn của con gái Phùng Đông hay không. Đường Dũng thấy tôi kích động như vậy, hỏi tôi có quen con gái của nhà ông ta không. Tôi nói không tính là quen, có điều vẫn thúc giục Đường Dũng gọi điện thoại cho người bị hại hỏi han vấn đề này. Đường Dũng đánh lấy điện thoại di động để gọi điện cho ông chủ khách sạn. Lúc Đường Dũng nhắc tới con gái của Phùng Đông, đầu dây bên kia đột nhiên im lặng một lúc, sau đó có âm thanh truyền đến. Đợi cho ông chủ khách sạn nói xong, Đường Dũng trở nên nghiêm túc nhìn tôi rồi nói: đúng vậy, sao em biết điều này? Sự việc năm ngoái không nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi bèn kể lại chuyện trước đây tôi và Tô Mộc mua căn hộ có ma cho Đường Dũng nghe, cũng kể luôn chuyện tôi nghe được từ chỗ dì Bình Khanh cho Đường Dũng. Đường Dũng nghe xong lại không có gì bất ngờ lắm, cười nói rằng Giang Minh lớn như vậy, nhà giàu đều quen nhau, con gái của bọn họ trở thành bạn tốt cũng là chuyện thường. Chỉ không ngờ mối làm ăn anh ta nhận lại có liên quan đến căn nhà có ma của chúng tôi. Nói xong anh ta giục tôi mau ăn cơm, còn hỏi tôi ăn xong có muốn gặp ông chủ khách sạn này với anh ta không. Bây giờ tôi không muốn quay về để đối mặt với Tô Mộc và Lâm Yến Nhi, vốn định về nhà, có điều Đường Dũng đã mời thì tôi gật đầu đồng ý. Thứ nhất là vì quả thực tôi rất tò mò,
Thứ hai là tôi cũng lo lắng, bây giờ về nhà lại bị mẹ nhìn ra cái gì đó. Dù gì bà cũng nuôi tôi từ nhỏ, chỉ cần tôi một chút khác thường bà cũng có thể nhận ra. Thế tôi đồng ý, Đường Dũng và Diệu Diệu rất vui mừng, chỉ có Trịnh Lâm rầu rĩ không vui ở bên cạnh tôi. Tôi hỏi cậu ta sao vậy, có phải không muốn để tôi gặp ông chủ kia không? Cậu ta lắc đầu nói không phải, sau đó rồi nói: chủ nhân vừa mới luyện được cá âm nhỏ, trong đan điền chứa đựng rất nhiều âm khí. Âm khí này đều cực kỳ thuần khiết, không có chút lệ khí nào. Em không nghĩ chỉ đi theo đại ca Đường Dũng nhìn thấy con gái của ông chủ kia, hồn vía cô ta chắc chắn để lệ khí. Đến lúc đó nếu thấm vào người của chị... Cậu ta chần chừ một lúc rồi lại nói: mặc dù không thấm vào người của chị, cá âm nhỏ cũng là vật chí bảo đối với quỷ. Chị vừa mới luyện được cá âm nhỏ, vẫn chưa hoàn toàn khống chế được nó. Bây giờ không có lệ quỷ đại nhân ở bên cạnh bảo vệ, em rất lo lắng. Không đợi cho cậu ta nói xong, Đường Dũng đang ngắt lời cậu ta, vẻ mặt khó chịu: Trịnh Lâm, có tôi ở đây cậu sợ cái gì? Cậu thấy tôi không có lợi hại bằng lão quỷ kia sao? Trịnh Lâm kinh ngạc, cậu ta là do Đường Dũng luyện ra. Mặc dù là tiểu quỷ của tôi, nhưng trong lòng cũng rất thân thiết với Đường Dũng. Nếu không khi tôi gặp chuyện không may thì cậu ta không thông báo được cho Đường Dũng trước tiên. Có thể bởi vì quan hệ giữa tôi và Tô Mộc, cậu ta cũng vâng lời Tô Mộc, luôn cảm thấy tôi ở bên cạnh Tô Mộc với an toàn nhất. Bây giờ bị Đường Dũng hỏi như vậy, đương nhiên cậu ta luống cuống không biết trả lời thế nào. Tôi biết Trịnh Lâm đều là vì tốt với tôi. Thấy cậu ta khó xử, lập tức bảo vệ cậu ta phía sau, hỏi Đường Dũng làm sao vậy, sao lại làm khó với Trịnh Lâm của nhà tôi. Đường Dũng nhìn tôi cười hì, nói anh ta chỉ đùa một chút với Trịnh Lâm, sao lại khó dễ cậu ta chứ. Nói xong bèn kéo tay của tôi, muốn kéo tôi đi ra ngoài. Tôi liếc nhìn anh ta, lặng lẽ tách khỏi anh ta, kéo Trịnh Lâm và Diệu Diệu đi ra ngoài. Trước khi đi ra cửa, tôi thấy Đường Dũng đang trừng mắt làm quỷ với Trịnh Lâm, dáng vẻ tức tối không dám phát ra, lại có chút đáng yêu. Cười cười không nói. Cũng không lâu sau, chúng tôi đến phòng làm việc của ông chủ khách sạn. Một người đàn ông trung niên, phát tướng hơn 50 tuổi, đang chờ ở bên trong. Thấy chúng tôi đi tới, lập tức đứng dậy nghênh đón Đường Dũng, còn gọi một tiếng là đại sư. Mà trong phòng làm việc còn có một người khác đang ngồi. Người đó mặc trường bào màu xám đen, tết tóc đuôi sam, trên màng tất trắng kéo lên tới đùi. Thấy trang phục ông ta là đạo sĩ, chắc cũng bằng tuổi chủ tịch khách sạn, khoảng 50 tuổi, chòm râu ria màu đen. Thái độ của ông ta có chút kiêu căng, sau đó liếc nhìn chúng tôi thì lập tức quay đầu sang chỗ khác, tiếp tục uống trà không thèm nhìn chúng tôi. Qua giới thiệu, tôi biết tên của chủ tịch là Đồng Bình, cô con gái chết thảm tên là Đồng Ngọc Thanh, mà đạo trưởng có vẻ mặt kiêu căng kia là hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo thành phố Giang Minh, đạo hiệu là Phong Thiên. Trong lòng tôi oán thầm: Phong Thiên, đạo hiệu này thật là ngông cuồng, phải là người tự tin cỡ nào mới dám tự đặt cho mình đạo hiệu là Phong Thiên. Có điều tôi vẫn còn không lên tiếng. Đứng phía sau là Đường Dũng. Biểu hiện của Đường Dũng cũng hơi nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi cho rằng anh ta thích thể hiện, gặp người như Phong Thiên nhất định sẽ tự cao tự đại. Anh ngờ anh ta rất nhiệt tình bắt tay của Phong Thiên, nói hân hạnh gì đó, sau đó lại giới thiệu với Phong Thiên và Đồng Bình rằng tôi là bạn gái của anh ta. Tôi trợn mắt, vừa nãy còn cảm thấy anh ta chín chắn, không thích khoe khoang, bây giờ lại thích ăn nói bừa bãi, nói tôi là bạn gái của anh ta. Vừa định mở miệng ra giải thích, Phong Thiên nhìn về phía sau, sau đó ánh mắt hơi nhìn xuống, lộ ra vẻ vui mừng rồi nói: cậu em không tính giới thiệu hai bạn nhỏ này sao? Trong lòng của tôi kinh ngạc, theo bản năng bảo vệ Diệu Diệu và Trịnh Lâm phía sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 17 của bộ truyện này.